Giải nhất nhân tài đất Việt tiếp tục nhận huy chương vàng ở hội chợ phát minh sáng chế lớn nhất thế giới. Trao đổi với dân trí, Đại tá Tiến sĩ Trần Hữu Lý, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, sau khi được giải nhất nhân tài đất Việt năm 2019 và nhận được sự động viên, khích lệ của lãnh đạo cấp trên nên viện đã tiếp tục giới thiệu công trình nghiên cứu của mình ra hội chợ sáng chế khoa học và công nghệ quốc tế. Rất vinh dự cho viện là công trình được đánh giá rất cao về tính ứng dụng, khả năng thương mại hóa nên đã được nhận huy chương vàng. Tiến sĩ Lý cũng cho hay, hội chợ sáng chế khoa học và công nghệ quốc tế là một trong những hội chợ phát minh sáng chế lớn nhất thế giới, nơi các nhà sáng chế giới thiệu các ý tưởng mới và sản phẩm sáng chế. Đây cũng là dịp để đại diện đến từ các nước được tư vấn quy trình cấp bằng sáng chế quốc tế và chuyển giao công nghệ, qua đó mở ra nhiều cơ hội cho các nhà sáng chế thương mại hóa các công trình của mình. Trước đó, từ nhiệm vụ được giao, các cán bộ của Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự, đứng đầu là Đại tá Tiến sĩ Trần Hữu Lý đã vượt qua mọi khó khăn để cải hoán xe thiết giáp bánh lốp BTR-152 thành xe thiết giáp cứu thương phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Giải pháp độc đáo này đã tiết kiệm hàng triệu USD cho ngân sách Bộ Quốc phòng và đã được nhận giải nhất giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2019 lĩnh vực khoa học công nghệ. Một trong những khó khăn của các tác giả khi nghiên cứu công trình này đó là thời gian vô cùng gấp rút bởi phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ tiền trạm kiểm tra trang thiết bị sớm. Bên cạnh đó, nhiệt độ ngoài trời ở Nam Sudan vào mùa hè lên đến 53/55°C trong khi hệ thống làm lạnh thông thường xe của chúng ta thì chỉ giảm được 10°C so với ngoài trời mà yêu cầu của lực lượng quân y xe cứu thương phải duy trì ở khoảng 25°C. Tuy nhiên với sự miệt mài và sáng tạo, các tác giả đã sử dụng nguyên lý điều hòa làm mát cưỡng bức và thử nghiệm nhiều lần nên đã giải quyết thành công bài toán khó này. Chia sẻ về việc được vinh danh ở giải thưởng nhân tài đất Việt, Đại tá Lý bày tỏ, khi làm nhiệm vụ thì chúng tôi chỉ biết toàn tâm, toàn sức, toàn ý phục vụ đảng, nhà nước và nhân dân chứ không nghĩ mang lại kết quả ý nghĩa như thế này để đi tham gia các giải thưởng. Khi được các thủ trưởng, cơ quan cấp trên động viên, khuyến khích thì chúng tôi đã mang bộ tài liệu thiết kế để đi dự giải thưởng. Kết quả cũng không ngờ là chúng tôi được đánh giá cao và đạt giải nhất giải thưởng Vai Phúc Tết 2018 và được tham gia dự tiếp giải thưởng nhân tài đất Việt. Giải thưởng này là một vinh dự lớn lao cho cán bộ, nhân viên của viện. Lần đầu tiên viện của chúng tôi được nhận giải thưởng vinh dự này. Để được nhận giải thưởng này rất là hiếm trong khối quân sự nên vì thế áp lực đương nhiên đối với chúng tôi là khá lớn bởi sau khi nhận được giải thưởng thì mình được công nhận. Được cả xã hội ghi nhận thì bản thân chúng tôi phải nâng cao trách nhiệm để những sản phẩm nghiên cứu, cải tiến tiếp theo của mình càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng có sức sáng tạo hơn. Tuy nhiên giải thưởng cũng là nguồn động viên, cổ vũ cho toàn bộ cán bộ, nhân viên của viện hăng say nghiên cứu, cũng như làm các đề tài nghiên cứu thiết thực với cuộc sống, với xã hội, Đại tá Lý bộc bạch. Nguyễn Hùng